chuỗi video của mình chia sẻ về công việc merchandiser thì những cái chia sẻ của mình đều dựa vào kinh nghiệm bản thân của mình, cho nên sẽ không tránh khỏi những sai sót. Thì hy vọng nếu mọi người xem qua video của mình thì sẽ cùng nhau góp ý để chúng ta cùng nhau học hỏi thêm nha. Thì hôm nay mình sẽ làm video này để chia sẻ với các bạn về cái quá trình chạy thử nghiệm trong cái ngành may mặc, hay còn gọi là pilot run process in garment industry, có nghĩa là chạy mẫu pilot run. Thì trong cái xung quanh cái quá trình chạy mẫu thử nghiệm này, mình có một số vấn đề muốn chia sẻ với các bạn. Thứ nhất là thế nào là pilot run sample, thứ hai là quy trình chạy mẫu pilot run sample như thế nào, thứ ba là mục đích của việc chạy mẫu pilot run, thứ tư là lợi ích của việc chạy mẫu pilot run, và cuối cùng là những cái vấn đề nhạy cảm xung quanh việc chạy mẫu thử nghiệm pilot run. Cái video này thì mình chỉ chia sẻ tổng quan về cái quá trình chạy mẫu thử nghiệm pilot run. Những cái chi tiết như là mình mới đề cập lúc nãy mình sẽ chia sẻ trong những cái video kế tiếp của mình, thì hy vọng là mọi người sẽ theo dõi những cái video lần sau. Hôm nay thì mình sẽ nói tổng quan về quy trình chạy mẫu thử nghiệm trong ngành may mặc, pilot run process in garment industry. Thì hy vọng là mọi người sẽ cảm thấy video của mình hữu ích. Thế nào là pilot run sample? Thì cái này tiếng Việt các mình gọi là quy trình chạy thử nghiệm trong ngành may mặc, pilot run process in garment industry. Thì lần đầu tiên khi mà mình làm trong nhà máy, lúc đó thì mình chỉ là làm trợ lý cho một người merchandise, thì mình nghe cái thuật ngữ pilot run mình cũng không có hiểu pilot run là gì, tại vì mình nghĩ là pilot có nghĩa là phi công, thì tại sao chữ phi công nó lại nằm trong cái ngành may mặc. Thì sau này khi mà mình tìm hiểu sâu hơn về công việc merchandiser thì mình cũng hiểu một chút xíu về cái mẫu pilot run. Thật ra thì đây chúng ta không phải gọi là mẫu mà gọi là pilot run process, có nghĩa là cái quy trình chạy mẫu thử nghiệm. Cái quy trình chạy mẫu thử nghiệm trong cái ngành may mặc là một cái quy trình sản xuất sau khi mẫu BB sample được duyệt thông qua cái cuộc họp BB sample, và cái quy trình này được tiến hành trước khi bước vào sản xuất đại trà. Thì BB sample đợt trước mình có làm một cái video chia sẻ với các bạn, có nghĩa là BB sample là pre-production sample, là mẫu trước sản xuất, có nghĩa là sau khi cái mẫu trước sản xuất khách hàng đã được duyệt rồi, chúng ta thông qua cái cuộc họp BB sample meeting thì khách hàng sẽ yêu cầu chúng ta cắt hàng với cái số lượng theo họ yêu cầu để chạy cái mẫu thử nghiệm pilot run, chạy thử nghiệm cái quy trình pilot run. Thì cái quy trình sản xuất này nhằm giảm nguy cơ rủi ro về lưu trình sản xuất và khống chế chất lượng sản phẩm. Thì số lượng chạy mẫu thử pilot run thông thường Bayer sẽ yêu cầu cắt khoảng từ 200 đến 300 cái, chia đều cho các size và các màu. Thì và sau đó thì sẽ đi vào cái dây chuyền sản xuất nghiêm ngặt như là hàng đại trà. Thì trong cái quá trình chạy cái mẫu pilot run này thì những cái người kỹ thuật viên sẽ bám sát vào cái lưu trình sản xuất để xem là trong cái lưu trình đó có xảy ra những cái sai sót gì không, và những cái bộ phận mà quản lý chất lượng sẽ kiểm tra cái sản phẩm ra truyền để xem rằng ở trên cái sản phẩm này có những cái vấn đề gì sai sót mà không có đúng với tiêu chuẩn chất lượng mà khách hàng đã đặt ra hay không. Rồi những cái bộ phận liên quan cũng sẽ kiểm tra xem những cái nguyên phụ liệu vải vóc có vấn đề gì hay hư hao hay không. Và những cái bộ phận về như merchandise mình cũng sẽ kiểm tra xem là trong các những cái lưu trình đó, những cái thông tin về take back có những cái vấn đề gì mà cần phải xử lý hay xong, thì chúng ta sẽ báo cáo lại với cấp trên hoặc là báo cáo lại với khách hàng để họ kịp thời mà sửa chữa hay ngăn chặn những cái vấn đề phát sinh. Và trong cái quá trình mà làm cái pilot run này, nếu có những cái khó khăn gì thì chúng ta cũng sẽ báo cáo lại với cấp trên, với khách hàng để họ support chúng ta, họ hỗ trợ chúng ta. Thì sau khi nếu như cái quy trình mà chạy mẫu thử nghiệm pilot run được suôn sẻ và chúng ta
nhặt lấy được những cái hạt sạn trong sản xuất. Thì khi mà chúng ta bước vào cái quy trình sản xuất hàng đại trà thì đơn hàng của chúng ta sẽ giảm thiểu những cái rủi ro sai sót hơn và sẽ khống chế được chất lượng sản phẩm. Thì có nghĩa là đây là một cái quy trình rất là quan trọng với nhà máy trong những cái lần đầu tiên tiếp nhận đơn hàng với những cái mẫu mã hoàn toàn mới. Thì vượt qua được cái quy trình này là không những giúp buyer có sự đánh giá về năng lực của nhà máy mà còn giúp nhà máy cải thiện cái lưu trình sản xuất và chất lượng sản phẩm, thì tránh sai sót trong cái quá trình mà sản xuất hàng loạt với cái số lượng hàng lớn. Tuy nhiên thì trong cái quá trình chạy mẫu thử nghiệm này cũng ít nhiều gây ra những cái khó khăn cho nhà máy, thì mình sẽ chia sẻ cái vấn đề này trong cái video lần sau. Thì hy vọng những cái video của mình sẽ hữu ích cho những bạn đang quan tâm tới cái nghề nghiệp merchandiser này. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau. Xin chào và tạm biệt các bạn.